Elon Musk tuyên bố không siêu crypto. Trong một động thái bất ngờ, tỷ phú Elon Musk đã có những chia sẻ mới nhất liên quan đến tiền điện tử. Tham gia podcast ETH Takeover do tài khoản Tesla owner Silicon Valley tổ chức trên nền tảng truyền thông xã hội ETH, Musk đã trả lời câu hỏi về quan điểm hiện tại của ông đối với BTC và các video trên YouTube từ 2 năm trước về chủ đề này. Musk cho biết rằng ông vẫn thấy giá trị trong BTC và một số loại tiền điện tử khác. Tuy nhiên, ông thừa nhận có thiện cảm đặc biệt với Dogecoin vì ông thích chó và meme. Mặc dù vậy, Musk nhấn mạnh rằng ông không có ý định quảng bá tiền điện tử nào và mọi hành động của ông chỉ mang tính chất đùa giỡn. Ông cũng lưu ý rằng nếu ai đó thấy video của ông đăng pump coin thì đó là deepfake. Tuyên bố của Musk đã được các thành viên Dogecoin Army đăng lại và chia sẻ trên X, kèm theo nhiều meme, bao gồm cả các phần từ bộ phim hoạt hình Lion King. Musk hiện vẫn là một người ủng hộ lớn của Dogecoin, dù gần đây ít đề cập về nó trên X. Tesla và SpaceX của ông vẫn chấp nhận Dogecoin trong các cửa hàng trực tuyến và Musk có kế hoạch khởi động sứ mệnh Moon Doge 1. Tính đến cuối ngày hôm qua, Dogecoin đang trao đổi tại 0,1296 đô la Mỹ, giảm nhẹ 0,5% trong ngày và mất hơn 7% trong tuần qua, theo dữ liệu từ CoinGecko. Hiệu ứng Ethereum Spot ETF thúc đẩy dòng tiền vào các sản phẩm crypto. Gần đây, các sản phẩm đầu tư vào tài sản kỹ thuật số đã ghi nhận lượng tiền đổ vào khá khiêm tốn, chỉ với 245 triệu đô la Mỹ. Khối lượng giao dịch tăng vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 5 với 14,8 tỷ đô la Mỹ trong tuần, chủ yếu nhờ vào đợt ra mắt các quỹ Ethereum Spot ETF. Sự tăng giá gần đây đã đẩy tổng tài sản đang được quản lý, AUM, lên 99,1 tỷ đô la Mỹ và tổng dòng tiền vào từ đầu năm đạt kỷ lục 20,5 tỷ đô la Mỹ. BTC đã thu hút 519 triệu đô la Mỹ trong tuần qua, nâng tổng dòng tiền vào trong tháng lên 3,6 tỷ đô la Mỹ và tổng dòng tiền vào từ đầu năm lên 19 tỷ đô la Mỹ. Sự quan tâm gia tăng đối với BTC được thúc đẩy bởi chiến dịch tranh cử của Mỹ và khả năng Cục Dự trữ Liên bang, Fed, cắt giảm lãi suất vào tháng 9 năm 2024, qua đó góp phần làm tăng sự phấn khích của nhà đầu tư. Việc ra mắt các Ethereum Spot ETF tại Mỹ đã thu hút 2,2 tỷ đô la Mỹ dòng tiền vào với khối lượng giao dịch tăng 542%. Tuy nhiên, tác động của các quỹ ETF mới này bị phức tạp hóa bởi việc Grayscale tài trợ cho quỹ ETF Mini Trust bằng vốn từ quỹ tín thác hiện tại, dẫn đến dòng ra 1,5 tỷ đô la Mỹ, nâng tổng dòng ra dòng lên 285 triệu đô la Mỹ trong tuần qua, tương tự như tình hình thoái vốn của quỹ Bitcoin Spot ETF sau các đợt ra mắt vào tháng 1 năm 2024. BlackRock cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo liên quan đến ETF crypto. Gã khổng lồ BlackRock gần đây đã cảnh báo về sự gia tăng các vụ lừa đảo nhắm vào các nhà đầu tư Bitcoin và Ethereum ETF. Công ty quản lý tài sản này cho biết các kẻ lừa đảo đang mạo danh đại diện của BlackRock trên các nền tảng như WhatsApp và Telegram, hứa hẹn đào tạo hoặc cơ hội đầu tư giả mạo. BlackRock khẳng định họ không yêu cầu thanh toán hoặc đưa ra đề nghị đầu tư qua mạng xã hội. Cảnh báo này được đưa ra khi quỹ Bitcoin Spot ETF IBIT của BlackRock đã đạt sự tăng trưởng đáng kể, tích lũy 19,7 tỷ đô la Mỹ kể từ khi ra mắt vào ngày 11 tháng 1, trở thành quỹ Bitcoin Spot ETF lớn nhất tại Mỹ. Robert Mitnick, trưởng bộ phận tài sản kỹ thuật số của BlackRock, cho biết khách hàng chủ yếu quan tâm đến BTC và ETH, dự đoán rằng các nhà đầu tư sẽ phân bổ khoảng 20% khoản đầu tư tiền điện tử của họ vào ETH, phần còn lại vào BTC. Trong khi đó, giám đốc điều hành BlackRock Larry Fink gần đây cũng đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với BTC, mô tả nó là vàng kỹ thuật số và là một công cụ tài chính hợp pháp có thể mang lại lợi nhuận không tương quan. Pioneer loay hoay với thời hạn ân hạn KYC 6 tháng. Mặc dù đã được hướng dẫn kỹ càng về những lưu ý trước khi bước vào giai đoạn ân hạn KYC, song nhiều Pioneer vẫn còn đang loay hoay với quá trình này của mình, khiến họ có thể mất tất cả số Pi đã khai thác khi thời hạn kết thúc, đồng thời vô tình làm chậm tiến độ của giai đoạn Open Mainnet được mong đợi. Theo những chia sẻ từ Pi Core Team, trong thời gian gia hạn 6 tháng bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 trên 2024, các Pioneer cần hoàn tất hai bước quan trọng để giữ lại toàn bộ số Pi đã khai thác. Đầu tiên, họ phải nộp đơn xin KYC ban đầu trong vòng 3 tháng đầu, tức là trước ngày 30 tháng 9 năm 2024. Thứ hai, họ phải hoàn tất Mainnet Checklist và chuyển sang Mainnet trong vòng 6 tháng, tức là trước ngày 31 tháng 12 năm 2024. Nếu Pioneer không nộp đơn KYC đúng hạn hoặc không hoàn tất chuyển đổi Mainnet trong thời gian quy định, họ sẽ mất hầu hết số Pi đã khai thác trước đó, chỉ giữ lại số Pi khai thác trong 6 tháng gần nhất trước khi di chuyển. Tuy nhiên, thời gian bị kẹt trong quy trình KYC hoặc Mainnet do lỗi từ hệ thống sẽ không tính vào thời gian gia hạn. Bất kỳ khi nào còn hành động cần thực hiện trong quy trình như gửi lại thông tin hoặc kiểm tra, bộ đếm thời gian sẽ tiếp tục.
Pioneer sẽ có thời gian tương ứng để hoàn thành các bước còn lại sau khi thời gian tạm dừng. Được biết, thời gian ân hạn không ảnh hưởng đến các thành viên mới, nhưng các Pioneer mới cũng cần hoàn tất KYC và di chuyển theo các quy tắc tương tự. Quy trình KYC mới không chỉ không ảnh hưởng đến sự phát triển mà còn cải thiện chất lượng của mạng lưới và đảm bảo rằng những người tham gia khai thác là những người dùng thực sự đã KYC và di chuyển Mainnet, hoàn toàn sẵn sàng tham gia và đóng góp vào hệ sinh thái Mainnet của Bi. BTC điều chỉnh mạnh sau động thái chuyển hơn 2 tỷ đô la BTC từ Mỹ. Giá BTC đã bất ngờ giảm mạnh từ 70.000 đô la Mỹ về 66.400 đô la Mỹ chỉ trong vài phút sau khi có tin chính quyền Mỹ chuyển hơn 2 tỷ đô la BTC. Cụ thể, vào cuối ngày 29 tháng 7, theo giờ Việt Nam, dữ liệu on-chain từ Arkham cho thấy chính quyền Mỹ đã chuyển gần 29.800 BTC, trị giá khoảng 2,02 tỷ đô la đến một địa chỉ mới. Đây là một phần của lượng BTC tịch thu từ nền tảng chợ đen Silk Road. Nguyên nhân của động thái này vẫn chưa rõ, với một số người đùa rằng đây có thể là bước chuẩn bị cho kế hoạch lập kho dự trữ BTC chiến lược của Mỹ như tuyên bố gần đây của Donald Trump. Đợt chuyển mới nhất đã khiến giá BTC giảm đột ngột trước khi phục hồi về quanh mốc 67.000 đô la, nhưng đã kích hoạt đợt thanh lý gần 100 triệu đô la lệnh phái sinh trong 4 giờ gần nhất với 97% thuộc các lệnh long. Được biết, lần gần nhất chính quyền Mỹ chuyển BTC là vào ngày 23 tháng 7, trị giá 3,96 triệu đô la. Vào cuối tháng 6, Mỹ cũng chuyển 243 triệu đô la đến ví của sàn Coinbase và hồi tháng 4, chuyển 2,1 tỷ đô la BTC thu giữ từ Silk Road. Hiện tại, Mỹ còn nắm giữ khoảng 183.500 BTC, trị giá 12,3 tỷ đô la cùng nhiều loại tiền điện tử khác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe bản tin. Zipthoolist VN xin chúc các bạn một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.